đã thành quy luật. Hàng năm sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đường, gút nhập viện cấp cứu lại gia tăng. Chế độ sinh hoạt bị đảo lộn, ăn uống thất thường là nguyên nhân khiến bệnh nhân phải xông đất bệnh viện trong những ngày đầu năm mới. Cùng với đó, sau Tết thời tiết rét đậm rét hại cũng là nguyên nhân cộng hưởng khiến sức khỏe bệnh nhân bị đe dọa. Người đàn ông này 61 tuổi, ông mắc bệnh đái tháo đường, gút và suy tim. Những ngày trước Tết, gia đình làm cỗ tất niên, ăn nhiều món lạ, ông bị tiêu chảy. Trong những ngày Tết, tình trạng bệnh càng thêm trầm trọng, khiến tim bị suy yếu, cơ thể mệt lả, khiến ông phải nhập viện cấp cứu. Thế thì bệnh nhân vẫn đi khám theo dõi hàng tháng, nhưng mà đến 25 Tết thì bệnh nhân bị tiêu chảy, nhưng mà vì nhà cũng bận rộn rồi gần Tết, nói chung là mọi người gần sát đến ngày Tết là đi khám, đưa nhau đi là rất ngại. Thế nên là đến lúc mà cả Tết thì bệnh nhân vẫn tự mua thuốc uống, nhưng mà gần như là cái ăn uống rất là kém, bởi vì là mệt quá không ăn được. Thì đến ngày hôm nay là bệnh nhân sập và đi vào đây trong tình trạng gần như là suy tim nặng lên rất là nhiều, và bây giờ đang làm xét nghiệm để xem lại các cái rối loạn chuyển hóa như nào. Trong những ngày Tết, Bệnh viện Tim Hà Nội phải cấp cứu rất nhiều ca bệnh nguy cấp. Trong số này, có nhiều ca bệnh đến muộn do ngại ngày Tết. Năm nay, Tết trùng với những đợt lạnh sâu, nên nhiều bệnh nhân tim mạch trở nặng. Các bác sĩ cho biết, năm nay có một tín hiệu đáng mừng, đó là những bệnh nhân ngoại trú tuân thủ khá tốt dặn dò của bác sĩ trong kỳ nghỉ Tết. Rút kinh nghiệm từ thực trạng quá tải các buồng bệnh sau Tết của những năm trước, bệnh nhân tim mạch tiểu đường đã có một chế độ ăn tiết chế hơn trong ngày Tết, hạn chế rượu bia, uống thuốc đầy đủ. Chính vì vậy, lượng bệnh nhân đến khám cấp cứu tại các bệnh viện năm nay cũng giảm đáng kể.